17, thuộc lào chú một cách thần tốc. Hòa thượng từng học thuộc chú Lăng Nghiêm trong 6 tiếng đồng hồ và 30 phút là tụng được chú Đại Bi, do chuyên tâm và kiền thành nên được cảm ứng. Sao ngài lại lãnh ngộ được pháp tứ thập nhị thủ nhãn? Hòa thượng nói: "Tôi đến Tây phương dùng cái gì để hoằng pháp? Nhờ vào oai đức của Bồ Tát Quán Thế Âm và oai lực của chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm." Bởi vì hòa thượng không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói dối, cho nên ngài niệm chú gì cũng đều linh ứng. Hòa thượng kể: "Tôi đọc chú Lăng Nghiêm 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, sáng sớm tụng 1 tiếng, buổi chiều tụng 1 tiếng, như vậy mà tụng luôn 3 ngày là thuộc lòng. Sau đó, khi tôi thỉnh được chú Đại Bi, tôi như bắt được của báo, hoan hỷ vô cùng. Tôi đến trạm Lạp Lâm đi xe lửa, rồi bắt đầu học chú Đại Bi trên xe. Từ Lạp Lâm đến Tân Hà mất khoảng 30 phút. Khi tới trạm Tân Hà, xuống xe lửa là tôi đã thuộc lòng chú Đại Bi rồi. Sau đó, tôi và vài người bạn đạo cùng nhau nghiên cứu chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập tiểu chú. Bởi vì thành tâm nên được cảm ứng. Trên trời có vị tử hư Bồ Tát cảm được chánh pháp đang hưng thịnh, nên truyền cho pháp tứ thập nhị thủ nhãn. Mỗi khi có câu nào không hiểu rõ, ngài liền đến chỉ bảo. Từ đó trở đi, tôi dùng chú Đại Bi và tứ thập nhị thủ nhãn trị bệnh cho người và cứu được rất nhiều người. Có một lão đạo sĩ tu hành ở trong chùa thường hay nhập định. Lão có thể ngồi nhập định 1-2 ngày là chuyện thường. Vì tâm chấp trước quá lớn, tu làm sao mà cái rốn của lão đỏ như máu. Lão đạo sĩ là bạn thân của tôi, lúc đó tôi mới 16-17 tuổi. Có một lần lão xuất định, khi đứng dậy lỡ chân đạp chết một con chuột bạch. Từ đó về sau, lão không thể nào nhập định được và còn phát điên. Tôi còn giúp lão ta làm một chút việc, thế là lão lại nhập định được. Vì vậy, đối với việc tu hành, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận.